Rồi em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 27 tháng 9, hôm nay em sẽ lên một video giới thiệu các bác một số hàng sản phẩm mới, hàng đấu giá về nhé. Hôm nay là bắt đầu em sẽ bán hàng đấu giá. Trong một vài tới sẽ bán các loại hàng đấu giá nhé. Hàng đấu giá em về rất là nhiều. Bác này, về gần 300 món. Các loại luôn, hàng VIP có hết nhé. Rồi, đây bên này nữa. Rồi hôm nay em sẽ lên các bác những loa chất nhé. Loa này, Equalizer này, rồi chủ yếu là loa bot, hôm nay chủ yếu là bộ loa bot nhé, dòng AM5CD3 này, với dòng 501Z, đó. Mấy dòng 101 này, 101 các loại luôn, hôm nay có các loại luôn. Rồi em sẽ đi chi tiết và báo giá các bác nhé, từng món một nhé. Rồi đầu tiên số 1, đây là có hai cặp loa dòng M7, có loa từng trục này, đờ nông M7 nhá. Dòng này các bác rất là nhiều bác thích dòng này. Thì hôm nay em về được hai cặp, nhưng có cặp một cặp nên mất lưới các bác nhá. Cặp đầu tiên này, cặp số 1 này, đẹp xuất sắc, dòng này rất là đẹp luôn ạ. Dòng này thì có loa đồng trục nhá. Có một cái bát súp này và một cái mic đồng trục. Cặp đầu tiên thì không có lưới các bác nhá. Đẹp keng luôn, đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đây là hàng đấu giá. Hàng đấu giá về 80W một thùng M7. Dòng con này là mã số là 1001. Rồi, con này thì mất ai căng, em bán luôn cho các bác với giá 2 triệu đồng các bác nhé. 2 triệu đồng mất ai căng. Đấy, hàng đấu giá nhé. Rồi sang số 2. Số 2. Đây, mic chép đồng trục này. Con này cũng đẹp như nhau thôi. Lưới, con này có lưới, lưới đẹp luôn. Hàng đấu giá đẹp xuất sắc luôn nhé. Rất là đẹp luôn. Con này nó chiều cao khoảng 30 các bác nhé. Dòng này cũng rất nhiều bác thích đây. Bác nào có nhu cầu thì alo ngay nhé. Không là, không còn đâu. Mã số con này là 8516. Đẹp keng luôn. Hàng đấu giá các bác nhé. Chứ không phải bãi đâu. Rồi con này em bán 2,5 triệu nhé. Có lưới thì 2,5 triệu. Còn mất lưới thì luôn 500 ngàn trong máu nhé. Rồi số 2 này 2,5 triệu nhé. Đẹp. Cái này dòng này thì hôm nay về đàn hàng đấu giá nó đẹp không nhé. Rồi sang số 3. Từ số 3 đi là nguyên bot không nhé. Số 3 đây là một cặp loa bot dòng 121. Đấy, dòng 121 không nhé. 121 loa bot dòng 121. Đó. Con này thì cũng CD liền luôn. Không nhé. Chẳng nhìn thấy gì. Đây 121. Rất đẹp nhá. Nhiều cái dòng này về nó hay bị bong cái này lắm, hay bị bong lưới rủ nhá. Đây rất đẹp. 121. Dòng cao cấp các bác nhá. Con này giá thị trường có thậm chí có chỗ bán đến 5 triệu cặp này. Chất. Rồi cặp loa này em bán cho các bác giá 3,4 triệu nhá. Bot 121 nhá các bác nhá. 3,4 triệu. Các bác cứ lấy một đời check nhá. Hàng đấu giá đấy, giá cực kỳ rẻ, rẻ gần nhất thị trường. 3,4 triệu. Số 3 nhá. Rồi sang số cái món này thì tí em giới thiệu sau nhá. Equalizer này có cái là Equalizer hai đèn luôn. Em giới thiệu sau. Rồi tiếp sang một con bot tiếp. Số 4, một con bot 2.1. Con này là bot gì đây? Tên nó khó. Đây. Compact 3C2 các bác nhá. Compact 3C2 phía sau này. Con này thì nó xài được cả điện 220 không nhá. Em thấy nó đi từ 100 đến 240 lận. Đó, xài được điện 220. Có đủ luôn nhá. Đủ dây. Rồi cái này là cái cắm điện và chạm lên đây là tắt nguồn này, chạm lên là sẽ sáng rồi. Đó, tai phun luôn. Hàng đấu giá đẹp nhá. Đây có cả cái dây 3.5 để cắm điện thoại này, có bên họ đưa về luôn này các bác này. Trên này hai lỗ tay,
có chân luôn. Con này là Silly 2 các bác nhá. Con Papa Silly 2. Em bao là bên em dán giá là rẻ nhất thị trường. Các bác cứ lấy cái check nha. Con Papa Silly 2 này. Đầy đủ hết nha các bác nhá. Có cả dây tặng luôn, cả dây dây này là dây của bên nọ cho đấy. Rồi con này em bán 3,2 triệu các bác nhá. 3,2 triệu. Giá hôm nay em đăng lên là không có bớt giá các bác nhá. 3,2 triệu. Các bác cứ nghiên cứu đi, hàng đấu giá về đẹp lắm. 3,2 triệu này. Cái này nó cắm bằng lỗ 3.5 nhá. Cái này cho dây có dây 3.5 này. Quay cái sáng này rồi. Bỏ xuống đây để chờ quay cái mã đọc là nó hơi lộn. Đây quay cái đó, Compact 3C2 của anh nhá. Đó. Các bác cứ lấy model để check nhá, check giá thị trường luôn. Bao là đánh rất là phê luôn. Boss này, khỏi nói. Rồi còn 3,2 triệu nhá, bao rẻ nhất thị trường. Rồi tiếp sang một con bot AAM này. Cái tên nó viết gọi tắt là AAM đi. Model 501Z nha các bác nhá, 501Z. 501Z. Con này thì đây là hai cặp loa tay của nó nhá. Cái này loa tay của nó này, các bác có thể rút lên rút xuống được này. Đó, hai cặp loa tay. Đây là hai cặp loa tay bao đẹp như mới luôn các bác nhá. Chẳng quay đâu. Đây này, phía cái này là xúc hơi. Phải có âm ly mới đánh được các bác nhá. Phía dưới này các bác nhá. Quay. Đây phía dưới này. Đấy có cổng vào âm ly này. Đấy cổng vào âm ly rồi cổng ra hai speaker này. Đó. Đây vào âm ly vào cái này nhá. Cái này thì thường người ta để nằm nữa. Dòng Z 5.501 các bác nhá. Các bác lấy tên model check các bác nhá. Bao bác con này là có hai cái bát, hai bát 16 bên trong nữa. Bot. Chuẩn xịn nhá. Bao bao là hàng xịn 100% các bác nhá. Hàng xịn 100%. Đây cái tên model nó đây. Đấy, 501Z. Bao đẹp. Bao xịn bao đẹp không nhá. Rồi cái bộ này em bán 4,2 triệu không nhá. 4,2 triệu. 4,2 triệu. Z501. Rồi tiếp sang đây là sang bộ số 6 này là bộ AAM 5. Con dòng này dòng 5C3 cũng nhé. Đây tên nó này. Đó, người gọi là AM này. AM 5C3. Đây là hai cái cổng cho loa. Còn đây cổng này input vào bên ấy nhé. Loa nghĩa là có một cái âm ly các bạn đánh vào gắn vào đây. Rồi cái này hai cái này ra loa nhỏ các bạn nhé. Bao phê luôn, các bạn đánh phòng bao phê. Hàng đẹp nhá, hàng đấu giá về đẹp keng luôn. Dòng C3 nhá. Rồi con này cũng bán 4 triệu 2 cũng nhá. Ở bên này này, ở bên này nó có hai cái mấy cái bốn cái chân này. Ở họ bên Nhật ấy, họ để nằm. Còn mắc các bác để đứng được nhá. 4,2 triệu. 4,2 triệu số 6. Rồi sang số 7. Sang số 7 các bác nhá, số 7 đây là một cái đốc. Một cái đốc của Bot nhá. Đây là đốc mà có cái đốc này thì em sẽ tặng các bác một cái cục iPod để làm Bluetooth nhá. Gắn Bluetooth cho các bác coi luôn. Xài luôn.
Tiếng rất hay nha, bao lực, các bác để phòng thì bao tuyệt vời luôn nhé. Tiếng hay lắm. Để đây các bác để đây. Đằng này thì có hai loa, bên này có một cái loa khúc giữa này. Đây dây after đầy đủ nha các bác nhá. After đầy đủ. Và cái after này cũng kể cắm điện trực tiếp 220 vào được nhé các bác nhá. Cái này nó quy định từ 100V đến 240. Để quay cái motor. Cái này dưới này. Đấy, con này là sao đốc CD2 các bác nhá. Sao đốc CD2. Con này Mexico, thương hiệu của Nhật, là của Mỹ nhưng mà sản xuất sim Mexico các bác nhá. After này, after chẳng cắm điện 220 được. Em tặng các bác luôn cái cục iPod này các bác. Các bác chơi Bluetooth nha. Phía sau nó cũng có cổng 3.5 nhá các bác nhá. Có cổng 3.5 luôn ạ. Để cắm điện thoại vào được nhá. Rồi số 7 này em bán cho các bác với giá 2 triệu đồng các bác nhá. 2 triệu. Bác nào thích lấy model mà để check thì em chụp hình gửi model cho mình check nhá. Đấy, check thêm. Rồi số 7 là 2 triệu các bác nhá. Rồi sang số 8 và số 9, à số 8 và số 11, à 10 cơ, là cùng một con đờ. Đây là bot 101 nhá, 101. Hàng đấu giá về rất là đẹp nhá. Dòng 101mm 150W các bác nhá, dòng 101mm. Mấy cái con này đều trùng si. Con này em có 4 à, có 4 chiếc này, 4 chiếc con đờ này. Cùng một đờ mà CD liền hết nhá. Hình này 81, 82, 83, 84. CD liền luôn, đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Bao hàng xịn 100% nhá. Nói không với hàng nhái nhá. Trông mờ đẹp xuất sắc luôn. Đây các bác nhìn này, như cái này em về em hàng thì hôm nay về buổi sáng nay thôi. Là em chỉ có vệ sinh sơ sơ qua thôi, hàng đấu giá cho nó cũng sạch. Mấy cái này chỉ bụi thôi các bác nhá. Đấy, bụi trong kệ. Để con rất đẹp luôn. Lưới đủ. 101mm các bác nhá, dùng cho các bác làm treo quán cà phê hoặc là các bác làm loa lời hát karaoke thì bao hay, bao tuyệt vời luôn các bác nhá. Rồi 2,5 triệu một cặp nhá, 2,5 triệu, bao các bác rẻ nhất thị trường. Giá nhiều shop họ bán trên 3 triệu cơ mà không chắc đã đẹp như con này nhá. Này là đẹp xuất sắc luôn. Bởi vì hàng này là hàng đấu các bác nhá. 2,5 triệu bán đại các bác. Rồi số 8,5 triệu. Rồi sang số 9, con này là dòng 301 VM. Mà con này là cái model này á, model như kiểu là giới hạn, nó có chữ phỏn nick này. Đây các bác nhìn cái đấy nó có này, đó. Dòng này nó có mấy dòng nhá. Cái con này hiếm này. Là lưới sắt luôn nhá. 101 VM các bác nhá. 101 VM USA. 101 VM đấy, lưới sắt này, lưới đẹp luôn. Rất còn nguyên bụi không nhá. Con này bên này nó hơi loang loang đi, bẩn. Bác vệ sinh lại các bác nhá. Rồi phiên bản này là phiên bản đặc biệt đấy, Hornet này cũng có phiên bản khác nhá, phiên bản này đặc biệt. Rồi cũng bán 2,5 triệu nhá. Đấy, 2,5 triệu bao zin tuyệt đối, bao hát tốt nhá, bao hàng xịn. 2,5 triệu nhá, số 9, 2,5 triệu đẹp xuất sắc luôn. Rồi sang số 10 cũng là 101mm các bác nhá. Đẹp keng luôn ạ. Đây vết bụi đây các bác nhá. Bụi này.
lưới này, thế nó hơi ấy. Chưa thì kịp nắn luôn các bạn. Hàng về cho lên luôn, test cái cho lên luôn. Đây, con này là 81 này, 81, 82, 83, 84, nghĩa là 4 cặp là giống liền series với nhau luôn. 150W nhé, dòng xịn luôn các bác nhá. USA. Các bác làm loa lời thì bao hay, lâu lâu mới có ấy các bác nhá. Rồi cặp này em bán cũng 2,5 triệu đi nhá. Bán đại các bác 2,5 triệu, lấy vào hình là lấy vào cũng 2,5 triệu rồi. Nhưng mà nó có một vài món khác nó ấy hơn, em bán đại nên lấy vào giá cao lắm. Cái dòng này này về đây cũng gần giá đó này, nhưng mà em lấy nhiều, có nhiều sản phẩm khác nữa. Rồi sang số lên số 10 sang số 11. Đây con này thì đấy mua nhiều giá, nhưng mà con này thì giá nó cao hơn. Con này thì là dòng IT 101 IT các bác nhá. Đẹp. Mã 5420. Cái bữa này em đau họng nói nó không chuẩn lắm. Đây là 5419 nhá. Đây là series liền chuẩn luôn nhá. Rồi. Xịn sò luôn nè. 101 ST. Xịn hết nhá các bác, nhìn thấy dòng này nó có những cái ấy này. Boss này, đấy chữ boss này, nằm boss này, đầy đủ luôn nhá. Mặt mũi đẹp hết. Xịn sò luôn các bác nhá. Đây lưới đấy. Rồi con này em bán 3 triệu nhá, 101 IT nhá. Y tờ, 101 Y tờ này. Đó. Rồi, giá 3 triệu đồng. Đấy, hơn được con này này. Mấy con này mà đều mua 2,5 triệu, con này có mỗi lần con này. Bao bác là giá rẻ nhất thị trường, bác nào mà không mua ở bên em thì chắc chắn là sẽ không mua được nơi nào khác đâu. Cho nên là các bác nào mà nghiên cứu được cái nguyên giá đi, gọi điện là các ông đồng ý mua hàng gọi các nhá. Nói thật bên em không, các bác không mua được bên em thì không có nơi nào bán giá này cả, em nói thật. Đấy, hàng thì các bác biết rồi, hàng đấu giá về các bác nó khác hoàn toàn với hàng bãi các nhá. Em bán đại cho các bác giá nữa thôi. Dĩ nhiên ai mua bán về nó cũng ấy rồi, nhưng mà em bao các bác là giá rẻ nhất thị trường rồi. Đấy, nếu bác nào bảo còn đắt thì chịu. Rồi số 11 3 triệu nhá. Rồi sang số 12. Số 12 này là một cặp loa. Loa này con này nó có hai cái bát nhá, hai bát dài nhỏ nhỏ. Rồi cặp loa này là cặp Boss 161 các nhá, Boss 161. Cái này lẽ là nó gắn vào như thế này này, nhưng em tháo ra để em đọc cái số cái model cho các bác nhá. Đó. Không mắc nó lại gắn vào màu trắng nhá. Lưới rất đẹp luôn. Bên này thì nó có cái không biết là bên họ dán cái gì nó dính vào đây này, nhưng mà vẫn còn ok nhá. Hàng đấu, hàng con này mà nếu mà hàng bãi chắc về nó sẽ ra màu khác luôn. Rồi Boss 161 nhá các bác nhá, số 12 em cũng bán 2,5 triệu thôi nhá. Đấy, rồi tất cả hôm nay em lên cho các bác một số hạ sản phẩm Boss bên đấy. Còn sang bên này là lọc equalizer các bác nhá. Có ba cái mà đây toàn hàng chất, hàng đấu giá về các bác nhá, bao đẹp. Đấy. Có hai con dòng Victor E7700. Cái dòng này là size 36 các bác nhá. Nếu bác nào mà muốn đủ size các bác mua về, mua hai cái máy gỗ hai bên là ok, nhưng mà nó hay, nó rẻ các bác nhá. Đây Victor. Đây là các bác, con này là con số 1 này, con số 2, con số 3 các bác nhá. Thì hai con này cùng mua đời nhau nhưng mà nó khác nhau về màu thôi nhá. Đấy, phía trên này có số 1 này. SEA E7700 Victor. Riêng lọc Victor thì các bác biết rồi, nó quá nổi tiếng rồi các bác nhá. Nó quá nổi tiếng rồi. Dòng này có nhiều cổng vào cũng nhá. Đấy, chỉnh thì rất là dễ thôi. Chỉnh lên xuống này rất là dễ thôi anh các bác nhá. Đó. Em quay về sau các bác nhá. Đây, nó có hai cổng vào luôn nhá. Cái dòng này công suất lớn này, con này tới 15W. Những dòng cứng, cái dòng này chưa chắc cái dòng bộ size 2 nó đã hay hơn con này đâu nhá các nhá. Victor này thì nó có một cái size giống hệt như này, nó như size 2, nó dòng hình là 7000 nữa. Em không nhớ là 7000 thì phải. Như con đấy bây giờ hiện tại giá khoảng 5 triệu rồi, nó gấp đôi này rồi nhá. Rồi con Victor E770 số 1 này nhá, em bán giá 2,5 triệu. Con này này các bác nhìn này, cái màu nó khác con này dưới tí, con màu này nó màu hơi tím tím. Cả cái chữ này là màu tím tím nhá.
con phía dưới là màu trắng luôn, mà cái đèn là màu trắng nhé, màu trên này nó hơi vàng vàng đấy, hai màu khác biệt nhau nhá, nhưng mà cũng cùng model, nó sản xuất riêng đấy, bởi cái chữ này cũng khác này. Đấy, chữ là màu hơi vàng hơi tím tím đó, bên dưới này nó trắng nhá các bạn. Rồi 2,5 triệu nhá. Rồi sang con số 2 là con F77, con này rất là hiếm, là gần như chẳng khi nào mà các bạn thấy có một con Equalizer nó có hai đường, nó có hai cái dàn đèn, bốn cái dàn đèn như vậy luôn các nhá. Rất là hiếm luôn. Mà con này rất là hay nhá. Này chỉnh thì chỉnh về dàn trên thôi. Nó là ăn đủ luôn. Đấy, dàn trên này. Có thể chỉnh một bên và chỉnh hai bên luôn các bác nhá. Đó. Bốn dàn đèn, hàng đấu giá về đẹp nhá. Nắp nước các thứ mà các bác cứ yên tâm, nó rất là đẹp luôn ạ. F77 các bác nhá, dòng này F77. Lọc Equalizer F77. Rất chất luôn. Phía sau này. Phía sau này, phía sau nó có kích nhiều cổng vào nữa. Cái này nó hay có cái một cái vết đốm đốm kiểu này thôi, nhưng mà gần như con nào cũng bị vậy. Nhưng mà con này cũng đẹp lắm các bác nhá. Quay bác nhìn đấy. Các đẹp hết. 20W con này, 20W đó. F77 nhá. Rồi con trên con số 2 này em bán với giá 3,4 triệu nhá, 3,4 triệu. Nên hiếm lắm, 3,4 triệu. Rồi con dưới này em quay luôn cho các bác nhìn con dưới này nhá. 15W, 2-3 cổng luôn. Rồi. Đèn nước rất đẹp nhá. Đấy, rất là đẹp. Rồi con Swift to dưới này 7.700 dưới nhá. Số 3 này em bán cũng 2,5 triệu nhá. Con này thì 2,5 triệu, con này 3,4 triệu, con này là 2,5 triệu các nhá. 1,2,3. Đó. Còn những cái thứ này thì em tính riêng. Đấy, hôm nay em nói chuyện nói nó hơi được hơi ấy lắm. Cho nên này cái này đang viêm họng các nhá. Các bạn cả. Rồi bên em thì có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua về những ship chuyển khoản hết là bao ship toàn quốc các bác nhá. Thì hôm nay bắt đầu các em bán hàng đấu giá. Tới đây sẽ bán chắc phải bán bao giờ khoảng một tuần, bán hàng đấu giá một tuần các bác nhá. Máy dàn rất nhiều nhá, có dàn VIP, có giá cực kỳ hợp lý cho bác nhá. Rồi. Bác nào cũng có nhu cầu thì alo cho em nhé. Bên em có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải ship, còn chuyển khoản hết là bao ship toàn quốc các bác nhé. Em ở bên Hòa Đồng Nai, em ship toàn quốc. Các bác nào có nhu cầu mua cứ alo cho em. Số điện thoại của em là 0985543279 nhé. Cũng là số Zalo luôn các bác nhé. Cứ nhắn tin qua Zalo hoặc alo cho em nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác. Em có mua đờ đây các bác cứ check nhé. Check thoải mái. Rồi có nhu cầu mua, em bao cái giá bên em không rẻ thì ít có nơi nào rẻ hơn nữa các bác nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác.